bấy giờ thiên đế thích hỏi cụ thọ thiện hiện Thưa đại đức thế nào là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh như chiêm bao như tiếng vang như ảnh tượng như bóng nắng như bóng sáng như sự biến hóa như ảo thành mà đại bồ tát ấy chẳng chấp là ảo ảnh là chiêm bao là tiếng vang là ảnh tượng là bóng nắng là bóng sáng là sự biến hóa là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh do chiêm bao do tiếng vang do ảnh tượng do bóng nắng do bóng sáng do sự biến hóa do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh thuộc chiêm bao thuộc tiếng vang thuộc ảnh tượng thuộc bóng nắng thuộc bóng sáng thuộc sự biến hóa thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh nương chiêm bao nương tiếng vang nương ảnh tượng nương bóng nắng nương bóng sáng nương sự biến hóa nương ảo thành thiện hiện đáp này kiểu thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là sắc là thọ thọ tưởng hành thức cũng chẳng chấp do sắc do thọ tưởng hành thức cũng chẳng chấp thuộc sắc thuộc thọ tưởng hành thức cũng chẳng chấp nương sắc nương thọ tưởng hành thức là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là nhãn xứ, là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng chấp do nhãn xứ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng chấp thuộc nhãn xứ, thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng chấp nương nhãn xứ, nương nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là sắc xứ, là thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng chấp do sắc xứ, do thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng chấp thuộc sắc xứ, thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng chấp nương sắc xứ, nương thanh hương vị xúc pháp xứ, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho cho đến là ảo thành. Cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành.